and I felt the warmth of your lips. Though time will go on and the seasons will change. Khu vực khúc xi nhông. Thì khúc xi nhông ở đây á, mọi người sẽ được chia ra. Ví dụ như mình sẽ có ba con sông là Tech, là Tech, AD. Thì ba con sông này là shape cái địa hình tại đây. Thì ở đây mình đi từ thấp lên tới lại cao. Thì ở khu xi nhông là affect gần như 100% Mediterranean. Thì để cho mọi người dễ hiểu là ở đây á, là nó có dãy núi ví dụ như là Cọc Bia nè, nó che chắn nè. Ở đây mình sẽ có là Mediterranean, xin lỗi, ở đây sẽ có là Pyrenees. Cho nên là nó gần như là block tất cả những cái ảnh hưởng của gió biển từ Đại Tây Dương nó thổi vào. Cho nên ở đây là solely là Mediterranean climate. Dry, cực kỳ dry, hot climate. Và nó gần như là 320 ngày nắng. Nó nằm khu vực này, cho nên khu vực này nó rất là tiềm năng để làm rượu vang ngọt, vang du natural. Nhưng nó sẽ có những cái producer, xong rồi nó sẽ có những cái video đang tập trung vào dry table wine, và nó đang prove là nó có thể sản xuất những dòng rượu vang cực kỳ elegant và cực kỳ flavorful nằm ngay khu vực này. Thì ở đây nó sẽ có là 15 video và nó sẽ có là 3 cái IGP hoặc là PGI. Rồi, hơn 24 giống nho được làm tại đây. Thì guarantee khu vực này gần như là guarantee cái vấn đề về làm vang ngọt right và healthy grape. Thì khu vực này cực kỳ dễ canh tác biodynamic và nó chiếm 90% sản lượng vang du natural của Pháp. Rồi thì bây giờ trước khi mình học thì mình sẽ chia ra là làm mình sẽ tìm hiểu về dry wine và sweet wine. Thì dry wine mình sẽ có appellation đầu tiên là AOP Côte du Roussillon. Thì Côte du Roussillon thì nó cover hết tất cả những cái vùng lowland nó nằm tại đây. Thì ở Côte du Roussillon á là nó sẽ có 12.000 hecta và nó được chia ra làm xin lỗi thì nó khi mà blending thì rượu vang Côte du Roussillon tối thiểu phải là hai giống nho. Mình sẽ có là Rosé Grape, thì đây là hai cái style của Roussillon ha, Black Carignan, Grenache, Nana de Pelouse, Cinsault, Syrah, Mourvèdre, Macabeo, Grey Grenache. Thì cái Grey Grenache này mọi người nốt giùm mình thì nó chỉ cho rượu vang hồng. Rồi, vang trắng thì mình sẽ có là Grey Grenache, xin lỗi này là Blanc Grenache. Cái này không đúng. Đây. Rồi, White Grenache, Macabeo, Tuva, Malvoisie, de Roussillon, Roussan, Marsan, Vermentino. Thì style tất nhiên, mỗi khu vực này nó sẽ cho rượu vang khác nhau hoàn toàn và mọi người phải rely vào producer. Nhưng mà khi nói về Côte du Roussillon thì câu hỏi mọi người có thể gặp Côte du Roussillon sản xuất bao nhiêu loại rượu? Và cái khu vực Côte du Roussillon này, tất cả những dòng vang đỏ và vang trắng, cái giống nho chủ đạo của nó sẽ là gì? Đó thì đây là cái câu hỏi mọi người có thể gặp. Rồi, cao hơn mình sẽ có là khu vực Côte du Roussillon Village. Thì để mọi người note giùm mình là Côte du Roussillon Village chỉ sản xuất vang đỏ, không sản xuất vang trắng và không sản xuất vang hồng. Và ở Côte du Roussillon Village mọi người sẽ có 5 cái làng chính. Mình sẽ có là La Tour de France nè, Lescaut nè, Caramani nè, Tautavel nè, L'Aspe. Thì cái L'Aspe này nếu như mình nhớ không lầm thì đây là cái appellation trẻ nhất, còn là cái bia trẻ nhất tại đây được classify. Rồi thì ở khu vực này là khu vực cao hơn rất nhiều so với lại mặt nước biển, khoảng 300 tới lại 300 mét so với mặt nước biển. Và ở khu vực này cực kỳ nổi tiếng là Granatic, dây sunny soil, đá hoa cương ở đây rất nhiều, cho nên nó thích hợp tất cả những cái dòng rượu vang của Rhone varieties. Rồi ở đây là cứ được khu sinh nhân villa cao hơn rất nhiều, sandy soil, sandy stone, sandy stone, sandy soil rất nhiều. Rồi tiếp theo mình sẽ có là Mauri. Thì Mauri là nó nằm giáp với lại lên đó không và khu xi nhông và nó giáp với lại Kitu. Thì Mauri là cái AOC được tạo được create và dry gần như cái giòn nhất ở khu xi nhông.
là cho dry wine. Và xem thì hoa thì ở khu vực Maui này nó vẫn có thể sản xuất van van ngọt và nó vẫn có thể sản xuất van van tỉnh dry table wine cùng lúc. Thì ở đây chủ yếu là black schist, Dark schist rất nhiều. Và đặc trưng là garlic, cái mùi white flowers, cái mùi hoa dại, cây dại. Thì đây ở Maui chỉ sản xuất van đỏ thì nó sẽ là black grenache, black cahignan, mùa vẹt, syrah, Nhadona Pilut. Thì đây giờ nó bắt đầu rare hơn rất nhiều. Thì nó có một producer khá danh tiếng, nó làm 100% giống nhau tại đây, Max Amir. Thì nó là 100% từ Nhadona Pilut, own vine. Rồi, granatic rất nhiều ha. Rồi nó bắt đầu on the hills nên vẫn chịu khí hậu. Đây nó vẫn là Mediterranean nhưng mà tất cả khi mà ở đây thì nó nằm sâu trong đất liền, cho nên là nó sẽ không extreme giống như các khu vực này. À, với độ cao như vậy thì nó sẽ có ảnh hưởng từ việc thay đổi nhiệt độ cỡ ban ngày và ban đêm. Cho nên Mohi thì nó vừa sản xuất tất cả những dòng rượu vang powerful nhưng mà nó vẫn có cái elegant, cái finesse. Rồi cái IOP sát với lại biển địa Trung Hải nhất đó là Collier. Thì nó dòng cái cảng Collier thì cái khu vực này nó overlap Banyu. Thì cái Banyu là cái khu vực tập trung làm Banyu Natural rất nhiều. Thì White, Rosé and Red tối thiểu là hai giống nhau. Thì Collier. Thì Cahignan, Cinsault, Grey Grenache cho Red and Rosé. Ven trắng thì có thể là Grenache Cri hoặc là Grenache Blanc. Thì nó sẽ có những cái occasional Malvasia, Macabeo, Vermentino, Marsan, Roussan. Thì mix everything, nên nó nằm tại đây. Rồi, đây là Banyu hay là Collier Vineyard. Mọi người thấy là đây là biển địa Trung Hải nè. Thì chỉ đi ra tí xíu là mọi người sẽ có Vineyard tại đây, nên chịu ảnh hưởng rất nhiều từ biển địa Trung Hải. Rồi, quan trọng nhất ở khu vực này và được nhắc tới nhiều nhất nó là AOP Certified Vin du Naturel và sản xuất vin ngọt. Rồi thì mình sẽ có những appellation chính như sau: AOP Riesling ở cái khu vực xanh này, AOP Muscat Riesling nó vẫn nằm tại đây, AOP Maui, AOP Banyuls và Banyuls Grand Cru. Thì mình sẽ có một cái section cuối cùng để tập trung vào Fortify và Spirit, nó sẽ giải thích nhiều hơn. Nhưng mà để mình nói sơ qua là cái phương pháp làm. Thì nếu như mọi người biết là khi mà làm van ngọt đó, thì mình sẽ có hai phương pháp là Reductive và Oxidative. Thì cái Reductive đây có nghĩa là trong quá trình thấm khí, yếm khí là không cho tiếp xúc quá nhiều với lại oxy là để giữ cái aromatic và cái primary fruit nằm trong rượu và đa phần là young consumption. Mình sẽ có một cái dạng khác là Oxidative cực kỳ extreme, là người ta sẽ để trong tất cả những cái bình đây mình có thể hiểu đây là bình thủy tinh, là cái tên nó là demijohn hoặc là bonbon. Thì tất cả những cái bình thủy tinh này nó sẽ được phơi ra ngoài trời, đa phần là tầm tối thiểu có những cái style ambre rancio nó sẽ lên tới 5 năm phơi ra ở ngoài trời để làm cái heat madeirize rồi cho tất cả những cái mùi nutty coffee nhiều hơn, những cái mùi oxidative nhiều hơn. Rồi thì để mình nói sơ ví dụ như là mình sẽ có là Riesling Ambre. Thì cái Ambre wine này á, thì đa phần được làm từ White Grenache, Macabeo Tuba, chẳng hạn thì Muscat dưới 20%. Thì khi mà cái AOP Riesling, khi mà mọi người làm bài và mọi người phải chú ý là tất cả những cái small note của nó Ambre, tuy nhiên Hotsage là có niên vụ Grenache, Rosé. Thì cái tuy nhiên này á, là Black Grenache là chủ đạo, Ambre là White Grenache, tuy nhiên là Black Grenache là trên 50%, Hotsage là có niên vụ hoặc là có thể là Rancio style lên tới 5 năm hoặc 10 năm, Grenache là gần như là 100% Grenache, là cái này giống như là Ruby Port á mọi người, mình nói vậy cho dễ hiểu. Thì cái Vin du Naturel này cái hay nhất của nó again nó là cái low percent alcohol compared to Port.
thì đa phần cái bọt dưới cái usually cái bọt cái alcohol nó sẽ từ 17.5 cho tới lại 20. Thì đa phần cái vin natural này là mọi người có thể có cái dòng rượu từ 15 cho tới là 18, cho nên nó low hơn rất nhiều. Và cái alcoholic strength nó thấp hơn hơn rất nhiều. Một trong những cái lý do là thứ nhất là bọt á, là để fortify nó là cái clear spirit là nó phải là 77% alcohol, cho nên người ta phải đổ nhiều hơn, người ta phải chêm nhiều, người ta phải mix nhiều hơn. Trong khi đó vin natural thì cái alcohol nó cao hơn khoảng 99%, cho nên là cái lượng final cuối cùng nó chỉ là 10% nó nằm trong rượu là có clear spirit, nên là cái alcohol nó bị thấp hơn rất nhiều so với lại bọt. Rồi mình có Muscat Riesling, thì ở đây chữ là Blanc style, thì ở đây là sẽ làm về Grenache Blanc, Grenache Gris, và đôi khi nó sẽ 100% Grenache Blanc, và đôi khi cũng có thể có niên vụ nhưng rất ít, cho nên là mình chỉ sẽ có là Blanc ở đây. Rồi một trong những cái AOP nổi tiếng là Mohi, thì trong cái Mohi này là nó vừa sản xuất cho Ambre Tuyên và có cái mention Hot Dash, cái mention 5 niên vụ single year, trong đó có thể là gần đây nhất là 2007, và cái đây mình có thể kiếm được exceptional for value, có những cái chai Mohi, xin lỗi, có những cái chai Mohi nó có thể tới năm 1975 mà giá không không quá cao, có thể lên tới năm 1945 chẳng hạn, mà giá cực kỳ affordable. Thì cái khu vực này là làm cực kỳ tập trung làm vin natural mà có niên vụ. Thì rancio thì đây là cái oxidative treatment Blanc Grenache 100% Grenache là Grenache Gris. Rồi AOP tiếp theo nó là Bagneuse, thì mọi người thấy cực kỳ extreme, khác nhau rất nhiều. Môi thì nằm sâu trong đất liền và nằm ở cái high altitude, cho nên cái minerality đó, tức là cái salinity ở đây nó sẽ khác rất nhiều so với cái Bagneuse. Bagneuse thì nó chịu ảnh hưởng rất nặng ở biển Địa Trung Hải, cho nên là nó sẽ có hơi ẩm và gió ẩm từ biển, và nó sẽ có cái mùi đặc trưng của Bagneuse, nó là cái mùi salin. Và Bagneuse thì nó sẽ có nhiều style, ví dụ như là tuy nhiên là Crenes Noir, Bagneuse Ambre tuy nhiên thì nó sẽ có là mention cái tên Rancio Blanc Pinot. Thì cái Pinot này là nó có niên vụ, và nếu như mọi người tưởng tượng với lại cái vintage port á, thì vintage port người ta sẽ ủ 2 năm người ta đóng chai, thì cái Pinot này cái ID nó cũng giống y chang vậy. Nhưng mà cái hay của cái Pinot này là người ta sẽ tập trung làm reductive style, nó không oxidize được quá nhiều, và ở đây nó có rosé cũng giống như là Riesling. Thì đây là fortified wine rosé, nhưng nó sẽ thiên về fresh early consumption. Và tiếp theo mọi người sẽ có là Bernese Grand Cru. Thì Bernese Grand Cru này là nó phải hơn 75% Grenache nó nằm trong rượu vang, và nó phải được age 30 tháng tối thiểu, sau đó nó được label là Bernese Grand Cru. Thì mình sẽ có một cái section tập trung vào Fortify One sau này. Thì đây là cái introduction cho tất cả mọi người trước. Rồi, ví dụ Bagneuse, Vin natural có niên vụ. Rồi mình có Bagneuse Grand Cru, có Riesling Grenache 100% Grenache, và Riesling Ambre. Là ở đây là khi mình đề là Ambre này, nó sẽ có khá nhiều cái White Grenache, Grey Grenache, Macabeo Tubac chẳng hạn. Thì đây là nó sẽ aging. Thì Ambre này mọi người tưởng tượng nó giống như là Tawny Style á, nó age trong khoảng thời gian rất nhiều để cho cái màu nó có thể là amber hơn, tawny hơn. Thì Grenache đây chủ yếu là young consumption. Rồi Muscat de Riesling, thì đa phần Muscat đây sẽ là blanc style reductive, người ta sẽ không aging hoặc là không oxidative quá nhiều, mà người sẽ có là moi. Thì đây là một trong những chai rượu may mắn được thử, đó là Riesling Château Saint-Michel. Thì đây là làm từ Grenache Blanc 100%, mà nó age 1945, cực kỳ nice, mà age rất tốt, acidity rất đều, cực kỳ balance, không bị heavy, không bị burn alcohol quá nhiều so với việc thử bọt. Rồi. There may